Bài báo liên quan đến cái gọi là neuron subgraph matching, người ta đi đến nội dung là huấn luyện của nó, cái gọi là neuron mesh này. Thế thì cái quá quy trình huấn luyện cái ất cặp các cái đồ thị con ấy bao gồm bốn thành phần sau. Đầu tiên là lấy mẫu truy vấn từ Q, từ cái tập GT. Sau đó thì với lấy một cái mẫu Q và cái lân cận của nó trong GQ, tạo lân cận của Q nhỏ này và tìm các Q phải Q tương ứng mất U, sao cho thằng U này thuộc cửa U và thằng U này thuộc cửa T. Bước 3 là sinh các ví dụ âm V kép và cái sao cho thằng G V kép thuộc G T. Bước 4 là tính toán việc nhúng các nốt cho Q U V trong G N Q U V kép và cái hàm mất mát trong phương trình số 2 để ta tiến hành là lan chuyển ngược. Sau đó chúng ta sẽ cụ thể này. Ta có cái sự huấn luyện thế là hãy lấy dữ liệu từ những khi vấn trường biết này và huấn luyện các mạng với độ dài truy vấn này tùy chúng ta, tức là nó có thể cả thay đổi. Chúng ta sẽ lấy các cái cặp mẫu dương, lấy mẫu từ GU thuộc GT và GQ thuộc GQ đang tập con của GU này. Ta sai là GQ to vậy, GQ sao? Để lấy mẫu GU, chúng ta chọn một cái đỉnh U thuộc GT, tiến hành chiều sâu ngẫu nhiên, chiều rộng ngẫu nhiên. Sau đó thì cái bộ mẫu đó sẽ duyệt theo mức cạnh của BST với một cái xác suất cố định. Chúng ta sẽ chọn lấy mẫu lấy được cái mẫu GQ thông qua bước tương tự duyệt trên GU. Bắt đầu đỉnh U và coi U là cái gốc của GQ. Sau đó đã đảm bảo rằng cái đồ thị đó là để đảm bảo rằng cái đồ thị đã tìm được nó sẽ là đồ thị con đẳng cấu với Q U. Tóm lại là gì? Ta sẽ có là chạy lại nữa. Thì với cặp dương là GQ GU này, chúng ta có hai kiểu sinh ra hai kiểu mẫu âm. Mẫu đầu tiên ấy đó là tạo một cái cạnh kết nối giữa U và Q trong GT và tiến hành chuyển. Thứ hai đó là sinh ra một cái cục truy vấn mà khi nó không còn là cái tạo một cái đồ thị mới truy vấn, đồ thị đó nó không còn là cái đồ thị con của thằng đồ thị ấy nữa. Cái này hơi khó một tí. Cái bước mà kiểm tra ấy, thì để kiểm tra ra có ba cái mẫu kỹ thuật, ba kỹ thuật kiểm tra ngoài kỹ thuật như ở trên dùng cái duyệt BFS ngẫu nhiên ra, chúng ta sẽ sử dụng cái random walk để tạo mẫu và lại điểm U ấy. Rồi đây là vấn đề như vậy, phần sau rất là khó giải dòng, thời gian chạy thì bỏ qua nó quá dài, thời gian thực này cũng là chỉ là thời gian nó lên về tính thôi, không ai lo. Thực nghiệm thì thôi, cái này có dữ liệu không cần quan tâm. Kết quả thì thế nào, không có gì lắm. Không có gì, so sánh thì thôi, hạn chế thì không quan tâm lắm. Là nhưng mà liên quan thì ta có gì đâu. Ngắn gọn là toàn bộ cái nội dung của cái này thì neuron mesh này thì cơ bản nó có mấy bước. Đầu tiên là nhúng cái đồ thị này, lấy ra đồ thị con này và nhúng vào không gian, nhúng cái đồ thị gốc ấy.
vào không gian nhúng số chiều thấp, sau đó lại nhúng cục chì vấn vào không gian này chiều thấp. Sau đó chúng ta xem rằng là nó bản chất thằng này nó là nhỏ hơn thằng kia thì là coi như là coi thằng kia, nếu không thì không phải. Đơn giản thôi, ý tưởng hơi chứa thế. Trong quá trình đó ta cần phải cập nhật cái phương pháp nhúng, nhúng như nào phù hợp thì ta phải có huấn luyện. Huấn luyện đây là tìm ra cái trọng số nhúng đẹp, tức ta cần ma trận nhỏ, ma trận này nhân với thằng này để ra cái vị trí của nó này. Ta sẽ dùng là tính lân cận để ra kết quả nhúng cho cái thằng này, ta nhân với ma trận này rồi, ý tưởng như thế tương đối nhanh.